mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Đó chính là một trong những tiêu chí quan trọng mà nhà trường đang hướng đến. Để thực hiện được tiêu chí này thì nhà trường phải là một ngôi trường hạnh phúc. Môi trường hạnh phúc là luôn tạo một môi trường an toàn, thân thiện, yêu thương và tôn trọng trẻ, đảm bảo các điều kiện vui chơi lành mạnh. Trẻ có thể tham gia tích cực và chủ động vào quá trình phát triển, thay vì thụ động trông chờ người lớn, phát huy tối ưu những tiềm năng sẵn có. Qua đó, hình thành các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Yếu tố an toàn, yêu thương và tôn trọng trẻ được nhà trường chú trọng và toàn thể giáo viên trong nhà trường tích cực thực hiện. Việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp sẽ là phương tiện, là điều kiện để phát triển với từng trẻ và từng lứa tuổi. Thực trạng, trường có diện tích 3.071,2 m², có tổng số 24 phòng, 9 phòng học và 15 phòng chức năng. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 24 người. Trong đó, cán bộ quản lý 3 người, giáo viên 17 người, nhân viên 4 người. 1. Thuận lợi. Nhà trường được Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất ngày càng khang trang hơn, cung cấp bổ sung đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị khá đầy đủ. Đa số cha mẹ trẻ quan tâm hơn về bậc học mầm non, phối hợp cùng với nhà trường tích cực hơn trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ từng bước được nâng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đây cũng là điều kiện tốt để nhà trường thực hiện chuyên đề xây dựng lớp học mầm non hạnh phúc có hiệu quả. Về khó khăn, một vài giáo viên chưa thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý lớp cũng như chưa có tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Một số đồ dùng, đồ chơi đã cũ do quá trình sử dụng đã lâu. Từ những thuận lợi và khó khăn trên, để xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ an toàn, yêu thương và tôn trọng ngay từ đầu năm học, nhà trường đã đề ra một số giải pháp thực hiện như sau. 1. Xây dựng môi trường tâm lý xã hội trong nhà trường. Nhà trường hướng dẫn giáo viên phải luôn tạo tâm lý tin cậy, mong muốn sẻ chia, gần gũi, biết cách lắng nghe trẻ, chia sẻ cảm xúc kinh nghiệm, chia sẻ ý tưởng. Cần kiên nhẫn đối với trẻ, tránh thúc ép căng thẳng khi luyện tập, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng ý kiến cá nhân của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ tự phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau. Không hù dọa, chê bai, trách mắng, đánh phạt trẻ. Cô giáo chính là người mẹ hiền thứ hai của trẻ. Vì vậy, mỗi ngày đến trường của trẻ được bắt đầu bằng cái bắt tay thân thiện, những vũ điệu nhẹ nhàng hoặc vòng ôm ấm áp của các cô giáo. Tình yêu thương, sự gần gũi đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn khi đến trường, tạo sự vui vẻ và yêu thương và tôn trọng cho trẻ khi vào lớp. Nhà trường tạo mối quan hệ đồng nghiệp thân thiện giữa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, tạo bầu không khí thân ái, phân công trách nhiệm hợp lý rõ ràng, quan tâm đến nhau. Bên cạnh đó, nhà trường cũng xây dựng mối quan hệ thân thiết với cha mẹ trẻ, phối hợp kịp thời để tạo sự thống nhất trong nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 2. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường bên ngoài lớp học. Nhà trường sắp xếp, bố trí các khu vực hoạt động cho trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Xung quanh có tường rào, khu trồng hoa, trồng cây, trồng rau được thiết kế và lựa chọn trồng các loại cây không có gai, không có nhiều độc, cây không thu hút côn trùng có hại, đồ chơi, thiết bị ngoài trời như cầu trượt, bập bên. Cần có thảm đỡ bên dưới để tránh làm đau trẻ. Bố trí sắp xếp các khu vực hoạt động cho trẻ được tính toán phù hợp với khuôn viên của nhà trường và tận dụng tối đa cơ hội cho trẻ được trải nghiệm với các thiết bị trên sân trường. Tận dụng các nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để trẻ khám phá, đặc biệt là nguồn nguyên liệu tự nhiên và nguyên liệu tái chế. Môi trường trong lớp, chỉ đạo giáo viên các nhóm lớp đưa ra ý tưởng trang trí lớp học, đảm bảo yêu cầu về thẩm mỹ và an toàn, tạo điều kiện để hình thành những hành vi đúng cho trẻ đối với môi trường trong sinh hoạt hàng ngày. Có thể sử dụng đa dạng nhiều nguyên vật liệu trong trang trí lớp như tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi, cây xanh, đồ dùng tự tạo. Giáo viên và trẻ hoàn toàn có thể sáng tạo trong việc trang trí lớp dưới nhiều hình thức phong phú, tùy thuộc vào mục đích, khả năng và điều kiện cụ thể của lớp. Xây dựng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc. Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ từ việc xây dựng chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong công tác tổ chức bán trú luôn được nhà trường quan tâm và đặt lên hàng đầu, nhằm giúp trẻ có đầy đủ dưỡng chất để phát triển toàn diện theo độ tuổi. Nhà trường luôn chú trọng khâu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm thực 3 bước trong đơn vị. Đồ dùng nhà bếp được sắp xếp khoa học, gọn gàng, ngăn nắp với các loại biểu bản cần thiết. Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy được trang bị đầy đủ, an toàn. Nhà trường hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,
đối chiếu các tiêu chí trong kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình của lớp, cá nhân và tổ chức thực hiện. Chọn các lớp chờ 1, lá 2, lá 4 bám sát các tiêu chí, cụ thể hóa thành các tiêu chí để xây dựng lớp điểm lớp học hạnh phúc. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, việc tạo ra môi trường học tập tích cực thân thiện, hướng tới mục tiêu xây dựng lớp học hạnh phúc, giáo viên đứng lớp đầu tiên phải luôn gần gũi, yêu thương trẻ. Bên cạnh đó, giáo viên cũng phối hợp với cha mẹ trẻ, huy động cha mẹ trẻ ủng hộ ngay giờ công hoặc những nguyên vật liệu để cùng giúp lớp xây dựng môi trường hạnh phúc cho trẻ. Kết quả đạt được với sự tâm huyết và sự thống nhất cao của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường, việc tạo dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ an toàn, yêu thương và tôn trọng của trường tiếp tục được thay đổi và có nhiều kết quả nhất định. Môi trường hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với các mục đích, mục tiêu cần đạt đến một môi trường yêu thương và an toàn cho trẻ. Nhà trường tạo một không gian rộng với mái vòm, trải thảm cỏ để trẻ thực hiện một số trò chơi dân gian, chơi vận động. Ngoài ra, trường còn có khu vườn cổ tích để trẻ được hòa mình cùng các nhân vật trong các câu chuyện và khu vực vườn rau với các luống rau xanh mát, vườn hoa để trẻ trải nghiệm trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại rau. Môi trường trong lớp, giáo viên cũng đã loại bỏ các đồ dùng, đồ chơi mang tính trưng bày và các đồ chơi không cho trẻ nhiều cơ hội sáng tạo hoặc dễ bị hỏng, đưa vào trang trí lớp nguồn vật liệu phong phú, an toàn thân thiện, dễ kiếm, không tốn kém và trẻ có thể sử dụng trong học tập, chơi theo nhiều cách khác nhau, hỗ trợ phát triển nhiều lĩnh vực. Các giáo viên đã từng bước thay đổi thái độ tiêu cực về kết quả chưa tốt mà trẻ gây ra, giáo viên chịu khó lắng nghe mong muốn của trẻ hơn. Còn trẻ thì ham thích đến trường, biết yêu thương cô giáo, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, yêu quý cha mẹ. Qua các hoạt động đã tăng sự gắn bó giữa cán bộ quản lý với giáo viên, giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với nhau, giúp trẻ cảm thấy gần gũi, gắn bó như trong gia đình. Bài học kinh nghiệm, có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu của chuyên đề xây dựng lớp học mầm non hạnh phúc là thực sự cần thiết và rất quan trọng. Thông qua hoạt động học, hoạt động chơi, kỹ năng giao tiếp, tạo cho trẻ có một môi trường phát triển toàn diện, đồng thời nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ an toàn, yêu thương và tôn trọng, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển toàn diện của trẻ, mà trẻ còn được sống trong môi trường được yêu thương và an toàn.